Chính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, 1 tháng 10 năm 2015. Chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, cuộc phỏng vấn ông Trần Quang Sĩ, chánh trị sự hương đạo Chesterfield, Virginia, tìm hiểu về đạo sự đạo cao đài trong nước và hải ngoại do Võ Thành Nhân thực hiện. Và sau cùng là phần phóng sự về Tết Trung Thu 2015 do cộng đồng người Việt quốc gia Charlotte, North Carolina và Liên Tôn tổ chức do Trần Việt thực hiện. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Mỹ phái thêm hàng không mẫu hạm tối tân nhất để tăng cường quan hệ với Nhật. Bão Joaquin có thể mang 10 inches mực nước mưa tới nhiều vùng ở miền đông Duyên Hải. Mỹ gạt bỏ yêu cầu của Nga để tránh vào không phần Syria. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Trung Cộng kêu gọi Mỹ hãy giảm bớt nguy cơ hiểu lầm Hôm nay, một Quốc phòng trích dẫn lời một vị chỉ huy hải quân cao cấp của Trung Cộng cho rằng, Trung Cộng hy vọng Hoa Kỳ có thể giảm bớt hoạt động đưa tới mối nguy cơ hiểu lầm và tôn trọng những quyền lợi chính yếu của Trung Cộng. Hai nước đã tách cứ nhau về những xúc tiến nguy hiểm trên một số vụ gần đây về phi cơ và tàu chiến của Trung Cộng và Hoa Kỳ đối đầu nhau trên không và dưới biển chung quanh nước khổng lồ Á Châu này. Năm ngoái, Ngũ Giác Đài nói rằng chiến đấu cơ Trung Cộng đã bay gần từ 20 tới 30 bộ cách chiếc phi cơ tuần tiểu của Hải quân Hoa Kỳ và đã bay vòng quanh chiếc phi cơ này. Rudolphson Giang Rio, tham mưu phó của quân đội giải phóng nhân dân, nói với đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương rằng Thái Bình Dương là nền tảng của sự hợp tác và điều kiện tiên quyết cho việc hợp tác mà đôi bên cùng có lợi là sự tin tưởng lẫn nhau. Ông Sinh nói tiếp rằng Trung cộng hy vọng phía Mỹ có thể lưu ý hơn tới những quan tâm của Trung cộng, nghiêm chỉnh tôn trọng những quyền lợi chính yếu của họ, tránh những lời nói và hành động phương hại tới mối quan hệ song phương và giảm bớt hoạt động gây hiểu lầm và đánh giá sai. Hai viên chức đã gặp gỡ nhau tại Hawaii bên lề cuộc hội nghị các viên chức quốc phòng Á Châu Thái Bình Dương. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ loan báo các hiệp ước với Trung Cộng về đường dây nóng quân sự và các quy luật giải quyết những cuộc đối đầu trên không, vốn tìm cách giảm bớt cơ hội bùng phát tai nạn giữa hai quân đội, bất chấp mối căng thẳng trên biển Hoa Nam. Mỹ phái thêm hàng không mẫu hạm tối tân nhất tới Nhật. Một trong những chiếc hàng không mẫu hạm tối tân nhất của Hải quân Hoa Kỳ đã cập bến Nhật vào ngày hôm nay để bắt đầu việc tăng phái nhằm củng cố khả năng của đệ thất hạm đội ở Á Châu và nâng cao mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và nước đồng minh thân cận nhất trong vùng này. Với một toán gồm 5.000 thủy thủ và khoảng 80 phi cơ, chiếc USS Ronald Reagan được trang bị với các radar phòng thủ và nhắm mục tiêu xa nhất, hệ thống vũ khí kết hợp cùng kỹ thuật chỉ huy và liên lạc. Chiếc USS Ronald Reagan thay thế chiếc USS George Washington vốn có ít hệ thống và kỹ thuật tối tân trong việc chuyển hướng sang Á Châu, Hoa Kỳ tái quân bình lực lượng và phái 60% lực lượng hải quân tới vùng này, kể cả những chiến hạm tối tân nhất. Hồi tháng trước, trong việc rút khỏi tình trạng im lặng 70 năm, các nhà lập pháp Nhật đã chấp thuận luật cho phép quân đội Nhật có thể chiến đấu ở hải ngoại lần đầu tiên kể từ đề nghị thế chiến. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe theo đuổi chủ thuyết tự vệ tập thể với các nước đồng minh, vốn cho nước này một vai trò lớn hơn về an ninh trong vùng để đối quân bình sức mạnh quân sự với một nước Trung Hoa gia tăng hiếu chiến. Những thay đổi được ban hành hồi tháng trước được kỳ vọng đưa tới việc tăng cường hợp tác giữa hai quân Mỹ-Nhật. Ông Ray Marbus, Bộ trưởng Hai quân Hoa Kỳ tuyên bố trong cuộc tường trình báo chí ở Yokohama rằng hai nước có nhiều cuộc tập trận chung và có thể hợp tác với nhau về chiến cụ và huấn luyện và những biện pháp mới đó sẽ đào sâu thêm, củng cố thêm và làm cho hai bên hoạt động tốt hơn với nhau. Mỹ Tây Cơ dẫn độ 13 tây buôn ma túy về Mỹ Mỹ Tây Cơ dẫn độ về Hoa Kỳ 13 tây buôn ma túy, kể cả nghi can nổi tiếng có biệt danh là lo Bobby Ông Thomas Jaron, người cầm đầu đơn vị điều tra tội phạm thuộc Bộ Tư pháp Mỹ Tây Cơ cho biết, việc dẫn độ được thực hiện theo yêu cầu của một số khu vực hành chánh ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ còn tìm cách dẫn độ tay buôn ma túy bỏ trốn El Chabo Guzman sau khi hắn bị bắt hồi tháng 2 năm 2014, nhưng Mỹ Tây Cơ từ khước và chọn để xét xử hắn trong nước. Tên Guzman, 58 tuổi, đã bỏ trốn kể từ khi vượt ngục qua một đường hầm hôm 11 tháng 7. Chỉ có 17 tháng qua đi kể từ khi hắn bị bắt. Tay trùm ma túy này cũng đã trốn khỏi nhà tù có an ninh tối đa hồi năm 2001 và bị bắt vào tháng 2 năm 2014 sau 13 năm bị truy nã. Ông Obama ký duyệt luật tránh đóng cửa chính phủ, quốc hội và tổng thống Barack Obama đã đưa chính phủ ra khỏi cuộc đóng cửa chỉ vài giờ trước thời hạn chót lúc nửa đêm hôm qua, chấp thuận việc chi tiêu tạm thời cho liên bang, vốn không cúp tài trợ cho tổ chức cung cấp dịch vụ y tế cho phụ nữ như là phe Cộng hòa hy vọng lưỡng viện quốc hội đã hành động để tài trợ cho chính phủ ở mức hiện tại qua khỏi ngày bắt đầu tài khóa mới và ông Obama đã ký duyệt thành luật vào cuối ngày hôm qua. Dự luật tạm thời chỉ có hiệu lực qua tới ngày 11 tháng 12 và dàn ra một cuộc đụng độ tài chính mới chỉ 10 tuần lễ tính từ hôm nay. Ông Obama đã ca ngợi hành động này của quốc hội. Việc chi tiêu bao gồm tài trợ cho tổ chức cung cấp dịch vụ y tế và phá thai cho phụ nữ mà từ lâu đã bị phe Cộng hòa nhắm mục tiêu những nỗ lực thông qua biện pháp chi tiêu vốn cúp ngân khoản cho tổ chức Planned Parenthood đã thất bại hồi tuần trước. Dự luật hôm qua được thông qua với tỷ số 78 trên 20 phiếu tại Thượng viện, với hơn phân nửa đảng viên Cộng hòa của nghị viện này bỏ phiếu thuận và không có đảng viên dân chủ nào bỏ phiếu chống. Dự luật này sau đó đã được Hạ viện thông qua với sự ủng hộ lớn đảng theo tỷ số 277 trên 151 phiếu. Bão Joaquin có thể mang 10 inches mực nước mưa tới nhiều vùng ở miền Đông Duyên Hải. Cơn mưa dai dẳng đã đổ xuống nhiều vùng ở miền Đông Dương Hải hôm thứ Tư, gây lục lội đường xá, đóng cửa trường học và buộc một số người phải rời bỏ nhà cửa. Và các nhà tiên đoán thời tiết nói rằng tình trạng tệ hại nhất chưa xảy ra. Những cơn mưa này có thể sớm hợp cùng cơn bão Joaquin, vốn có thể kéo dài trong nhiều ngày và trút nước xuống nhiều tới 10 inches qua đến đầu tuần tới tại một số nơi. Trận lục lớn này có tiềm năng tràn ngập mặt đất nặng nề đến nỗi cây cối đổ vào các đường dây điện, ngay cả khi không có gió lớn. Trung tâm Tiên đoán Thời tiết của chính phủ cho biết sẽ có mưa lớn suốt từ California cho tới New England. Theo trung tâm này, trước khi bão tiến gần tới Hoa Kỳ, một khu vực áp suất thấp ở miền Đông Bắc và một tiền phương ngăn chặn của miền Đông Dương hải sẽ thu hút hơi ẩm từ đại Tây Dương, vốn rơi xuống thành mưa trong vài ngày tới. Cơn mưa lớn nhất được dự đoán xảy ra trong khu vực rộng lớn của North Carolina và Virginia cùng với những vùng của Maryland, Delaware và New Jersey. Bão Joaquin có thể tạo ra những khác biệt giữa vài ngày mưa tầm tã một cơn giông đặc biệt thiệt hại nhưng đường đi của cơn bão hay còn chưa chắc chắn trung tâm bão quốc gia ở Miami đã phái một chiếc phi cơ lên cao hôm thứ tư để thu thập dữ kiện về cơn bão Joaquin tại vùng tây Nam Virginia trường học đã đóng cửa hôm thứ ba ở một vài quận hạt vì đường ngập nước tòa phản đối dự luật ngăn chặn thổi khách nhân Iran hôm qua Hạ viện biểu quyết dự luật nhằm ngăn chặn việc thi hành thổi khách nhân Iran cho tới khi nào Tehran trả hơn 43 tỷ Mỹ kim về thiệt hại mà các tòa án Hoa Kỳ đã phán cho các nạn nhân của khủng bố do Iran bảo trợ. Tòa bà Rốc cho biết hôm thứ Tư rằng Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết dự luật này khi cho rằng thuốc hạt nhân Iran chỉ giải quyết những vấn đề hạt nhân. Tòa bà Đốc nói dự luật này sẽ làm sụp đổ thổi quốc tế nhắm vào việc ngăn chặn không cho Iran có được vũ khí hạt nhân, được soạn thảo bởi dân biểu Cộng hòa Patrick Meehan. Dự luật này cấm Tổng thống bãi bỏ chế tài đối với Iran cho tới khi nào nước này trả cho các nạn nhân hàng tỷ Mỹ Kim bồi thường. Dự luật này có hơn 100 người đồng bảo trợ tại Hà viện. Viễn ảnh của nó thì không chắc chắn ở Thường viện là nơi phái dân chủ ủng hộ tổng thống và mới đây đã ngăn chặn cuộc biểu quyết để bác bỏ thỏa ước đó. Mỹ gạt bỏ yêu cầu của Nga để tránh vào không phận Syria. Hôm qua, Hoa Kỳ nói rằng họ đã thực hiện các cuộc không kích vào những mục tiêu của tổ chức quốc gia Hồi giáo tại Syria trong một giờ hay hơn nữa và bác bỏ yêu cầu của Nga để tránh vào không phận Syria. Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các hoạt động trên không của chính mình và sẽ hoan nghênh các cuộc không kích của Nga nếu chúng thật sự nhắm vào tổ chức dân quân đó hay những tổ chức khác có liên hệ với Al-Qaeda. Tuy nhiên, ông nói Hoa Kỳ sẽ phiền hà nếu Nga nhắm mục tiêu vào những nơi mà các tổ chức đó không có mặt và cho rằng điều này sẽ tạo nên thắc mắc về việc phải chăng mục tiêu chính của mặt tư khoa trên thực tế là yểm trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Cứ ít nhất 200.000 người đã chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể, từ khi cuộc nội chiến Syria khởi sự hồi hơn 4 năm qua, khi lực lượng của ông Assad xúc tiến việc đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa chống sự cai trị trong bốn thập niên của gia đình ông ta. Ông Kerry cho rằng mọi người phải và sẽ phải không được lẫn lộn giữa cuộc chiến chống ISIL với việc ủng hộ ông Assad và ISIL không thể bị đánh bại bao lâu mà ông Assad còn làm tổng thống của Syria. Cuộc không kích của Nga không thay đổi sứ mạng chống IS của Liên minh. Hôm qua, các viên chức Mỹ nói rằng việc Nga mở ra cuộc không kích chống các mục tiêu phiến quân ở Syria sẽ không thay đổi sách lược của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống tổ chức Quốc gia hồi giáo. Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, một viên chức Nga tại Baghdad sáng hôm qua đã thông báo cho nhân viên tòa đại sứ Mỹ rằng phi cơ quân sự Nga sẽ bắt đầu chuyến bay theo sứ mạng quốc tế để làm suy yếu và tiêu diệt ISIL và viên viên chức này yêu cầu phi cơ Mỹ hãy tránh xa không phận Syria trong sứ mạng đó. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã nói chuyện với người tư nhiệm về phía Nga hiện đang tham dự Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc ở New York, là ông Sergei Lavrov, để thang phiền về vụ này. Ông Kerry tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi hoạt động và loan báo đó của Nga đi ngược lại nỗ lực chấm dứt xung đột mà họ công bố và cũng không giúp ích gì cho nỗ lực này. Và một lần nữa cho thấy rõ ràng là những cuộc thảo luận để giải quyết xung đột cần được bắt đầu ngay. Mặt khác, Bộ Trung Quốc phòng Ash Carter cho rằng cuộc không kích của Nga lại kích động thêm chiến tranh ở Syria và nhắm mục tiêu vào các khu vực không có quân ISIS. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Hoa tình đống xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Bản tin Hoa thành Đốm trân trọng thông báo trong chương trình thường lệ những vấn đề của chúng ta kể từ tối thứ Sáu 2 tháng 10, thứ Bảy 3 tháng 10 và Chủ nhật 4 tháng 10, chúng tôi sẽ phát hình cuộc trao đổi đặc biệt giữa nhà báo Phạm Trần và Đức cha Nguyễn Thái Hợp Giám mục Địa Phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình hình tôn giáo trong nước và các vấn đề thời sự mới nhất liên quan tới Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng Francisco. Xin mời quý vị đón xem. Mùa hè sắp đến, Vườn Mai Vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc ship vào mùa đông. Vườn Mai Vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ. Hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941 301 9251 941 301 9251. Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lắc, hủ tiếu nam vang, mì khô đồ biển, nem nướng kali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặc tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center 6793C Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, bên phải của tàu hủ thanh Sơn, điện thoại số 703 534 Eden hay 703 534 3336. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình văn nghệ chủ đề Cội nguồn quê hương 40 năm nhìn lại do sân khấu Hương miền Nam trình diễn từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015 tại Annadale High School, 4700 Melford Drive, Annadale, Virginia, 22003. Mọi chi tiết xin liên lạc nhạc sĩ Trịnh Phước Chí, 703-981-9322